Đàm Vĩnh Hưng mừng sinh nhật Dương Triệu Vũ ở sân bay. Mặc dù phải chạy show trong đêm mở màn năm mới, nhưng khi có mặt ở sân bay lúc 3 giờ 30 sáng, ông Hoàng Nhạc Việt vẫn xuất hiện rất tươi tỉnh. Từ 3 giờ 30 sáng ngày 1 tháng 1, Đàm Vĩnh Hưng đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để cùng nhóm nghệ sĩ đáp chuyến bay sớm ra Nha Trang. Có thể nói, ekip đông đảo của Mr. Đàm gần như bao trọn cả chuyến bay của Vietnam Airlines. Mặc dù phải thức trắng đêm vì đi diễn về khuya và ra sân bay sớm, một mình vận chuyển khoảng 100kg hành lý, nhưng Mr. Đàm vẫn rất tươi tỉnh. Không chỉ chụp ảnh với từng fan, tình cờ bắt gặp ở sân bay, anh còn tận tình hỗ trợ các nghệ sĩ vũ công làm thủ tục đến người cuối cùng. Ngay đầu năm mới ngày 1 tháng 1 cũng là sinh nhật của ca sĩ Dương Triệu Vũ và đạo diễn Trần Vi Mỹ, nên Đàm Vĩnh Hưng muốn làm một hành động thật đặc biệt dành cho cả hai. Ban đầu, nam ca sĩ âm mưu thực hiện màn chúc mừng sinh nhật ngay trên chuyến bay. Tuy nhiên, khi thấy các cậu chủ và đoàn nghệ sĩ đều tranh thủ chợp mắt vì phải ra sân bay từ 3 giờ 30 sáng, nên anh đành gác lại rồi quyết định tổ chức luôn tại khu vực nhận hành lý. Màn tặng quà bất ngờ cùng ca khúc Happy Birthday được Đàm Vĩnh Hưng bắt nhịp cho 500 anh em nghệ sĩ thể hiện làm xôn xao cả một góc sân bay và đã khiến Dương Triệu Vũ và đạo diễn Trần Vi Mỹ vô cùng xúc động. Chia sẻ ngay sau đó, Dương Triệu Vũ cho biết anh cảm thấy rất hạnh phúc trước tình cảm và sự quan tâm như một người em ruột mà Mr. Đàm dành cho mình. Anh cũng khoe thêm, đây là năm thứ 7 liên tiếp anh đón sinh nhật bên cạnh Đàm Vĩnh Hưng và Trần Vi Mỹ. Chia sẻ về Diamond Show sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay, ngày 1 tháng 1 tại sân khấu Diamond Bay, đại lộ Nguyễn Tất Thành, Nha Trang. Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh và ekip đã chuẩn bị cả tháng trời cho show diễn khủng lần đầu tiên tổ chức ở thành phố biển. Trước đây, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn được xem lại live show kỷ niệm 20 năm ca hát của anh từng được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đây cũng là lý do làm anh và các ca sĩ cũng đang rất háo hức để xuất hiện trước hàng ngàn khán giả Nha Trang tối nay. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định sẽ tái hiện toàn bộ live show khủng Diamond Show từng làm nức lòng khán giả tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội ở Nha Trang, bất chấp chi phí đầu tư tốn kém. Anh cùng dàn ca sĩ như Thanh Hà, Hồ Ngọc Hà, Dương Triệu Vũ, Hiền Thục, Tố Ni, Thu Hằng Bolero, Phượng Vũ cùng hàng trăm vũ công hứa hẹn sẽ làm náo loạn sân khấu Diamond Bay với loạt hit đình đám như Say Tình, Chiều Đó Hoa Hồng, Wandu Wandu, Baby One More Time, Tình Cho Không Biếu Không, Cajon The Melao, Unwanted K, Sway, Mãi Mãi Bên Em, được làm mới với phần kết hợp dàn dựng sân khấu vũ đạo để khán giả thỏa sức ngất ngây. Không chỉ thưởng thức bài hát mình yêu thích, khán giả còn như được du ngoạn qua hàng chục quốc gia với tài biến hóa bối cảnh sân khấu phong phú và hoành tráng của đạo diễn Trần Vi Mỹ. Sau Nha Trang ngày 7 tháng 1, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục cùng ekip mang Diamond Show ra Đà Nẵng với một đêm diễn duy nhất tại cung thể thao Tiên Sơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!